Chào quý vị và các bạn nhé. Đây là khu vực chợ cây ở bên ngoài triển lãm Phúc Thọ Hà Nội. Bên ngoài chợ cây nhưng đôi khi cũng có tác phẩm rất là đẹp. Cái tác phẩm Tùng Kim Cương là trước là bay ở ngoài chợ, giờ là mang ngoài triển lãm rồi đúng không? Vâng. Hay là chuyển từ ngoài vào trong đúng không? Chuyển vào sân chợ đấy. Rồi. Cái cây ông không muốn bán mà ông giữ rồi. À thế à? Vâng, giá ông 800 ấy, chưa bán. Giá 800 triệu à? Vâng, giá 800 triệu chưa bán. Tùng là hán rất là côn cây này, cắt giật rất là côn, bệ cũng đẹp đúng không? Vâng. Nói chung cái những cái dòng đẹp. Dòng tùng hiếm cây có bệ đẹp đúng không? Vâng. Xanh xi thì nhiều đúng không? Vâng. Nói chung tùng là hán mà có bệ này là được. Móng nó đẹp. Được. Côn cây này. Cành và chi làm cũng đẹp này, ngọn làm cũng đẹp đấy, đó. Cũng nghệ thuật đấy. Con này nảy lên 1-2 lớp lá đẹp. Rồi đẹp mà. Cây xa cái này này. Quay kỹ cái cây này kìa, chiều trái cây này. Hai mặt đều đẹp. Cây này là nhìn được cả hai chiều đúng không? Chiều nào cũng đẹp này. Chiều này cũng đẹp này. Cây này vào giá thì anh em là bao nhiêu chủ vườn nhỉ? 40 triệu anh ạ. Rồi, 40 triệu. Một cây kim quýt này, kiểu dáng cũng tự nhiên này. Cũng rất là gần gũi với tự nhiên. Đang có hoa này, có quả, hoa và có quả nhiều. Dạ. Quả bé nhiều không? À, rất rồi. Là nhiều. Đúng rồi. Quả này nó bền lắm anh ạ. Đây, quả nó lúc chín nó đỏ au này, đấy, đỏ rất là đẹp. Rồi. Cái gì bạn? Cái kim quýt đi. Đấy, quả của nó này. Cái này quả đẹp. Cây này bao nhiêu tiền thì sang tên được? Dạ. Cây này ạ. Rồi. Cây này là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi thì sang tên đổi chủ được đúng không? Vâng. Đẹp đấy, dáng cái này tổng thể đẹp đấy. Bình thường ấy, bà không cây cối nó bảo mình dòng cây bonsai. Lười gì lắm. Nó vừa tầm bưng bê. Mai chú thủy này, mẹ kín mặt chậu này. Mai lu, mai lu đúng không? Như cái này thì bao tiền nhỉ? Cái đấy là 11 triệu anh. 11 triệu.
Linh Sam này. Sam 86. Linh Sam 86 rồi, ok. Cái Linh Sam này báo giá bao nhiêu tiền rồi? 2,5 triệu này, rồi. Linh Sam đúng không? Cái này bao tiền cái này nè? Là cái 2 triệu nữa. 2 triệu à? Rồi. Đang xem triển lãm cây. Nguyệt Quế Thác Đổ này. Cái Hải Châu này vào giá bao tiền nhỉ? Con Hải Châu này là 7 triệu ấy. 7 triệu Hải Châu này. Cái này kiểu dáng của nó tự nhiên đúng không? Nhìn cũng đẹp đấy nhá. Nó là rừng ấy. Ừ. Nhìn nó tự nhiên. Một cây mai chứa thủy dáng song siêu đúng không? À, song siêu nhưng mà lại có một cây nhỏ nhỏ đây này. Đấy. Ừ. À, ừ rồi. Phu thê còn phụ tử nữa. Đấy rồi.
Cái này đẹp nhỉ, cái nhìn tổng thể đẹp ạ. Đẹp, nhìn ra. Bẻ bãi đẹp. Tay chân nó dài. Cái này bao nhiêu thì giao dịch được nhỉ? Cái này 50 triệu. 50 triệu. Cái này cũng của vườn mình à? Dạ vâng. Đây, thì bà giá nốt cho anh em mấy cây này, tham khảo cây này. Cây này thì bao nhiêu tiền để giao dịch được? Cây 40 triệu anh. 40 triệu. Chính cây kia tôi còn thích hơn cây này. Cây kia lại bao giá bao nhiêu nhỉ? Cây đấy cũng bằng tiền cây này. À, 40 triệu à? Cây kia đẹp hơn nhỉ? Cây kia nghe nó côn cây hơn đúng không? Mỗi cây mỗi kiểu à? Mỗi kiểu đúng không? Những cây này cái thân nó hơi bẹt một tí nhỉ? Hơi bẹt thân. Dẹp thân. Hơi bẹt thân. Nó hiếm. Hiếm à? Nó phải già cây nó mới bẹt được đúng không? Nó bệnh ra cơ mà đúng không? Nhưng cái trong tung nó này, cái cành nó bệnh ra này là nó nhiều tuổi này đúng không? Đấy. Đây chủ vườn đây. À, anh đọc số điện thoại cho anh em liên hệ đi. Vâng, em ở Quảng Ninh. Số điện thoại em là 01234 156 999. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Vâng.